là một người chơi rất rắn của Indonesia. Vẫn chưa có bàn thắng cho chúng ta sau tình huống có thể nói là sở trường của Tiến Linh. Catrio. Đường tạt bóng từ bên phía cánh phải của Lê Văn Xuân. Một sự hoán đổi vị trí của hai cầu thủ đá biên. Lê Văn Xuân đã sang bên phía cánh phải.